Everybody, welcome to Health VKT. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game được yêu cầu cũng khá là nhiều, nhưng mà hôm nay không tìm được bản nào ngon hết á. Và hôm nay chúng ta có một bản heo thấy khá nhiều code. Nào, nghe nói có bet gì đó mới này nọ ha. Ok, lấy con này đi, cung luôn đi. Được cái nó có cây kiếm khá to. Đó. Vô luôn. Nhiều anh em thì khá rành về con này rồi ha. Đó. Phiên bản nhất kiếm quân hùng. Đó. Ok, ở đâu? Đứng lại đây. Rồi, nhận đồ hết. Xong, xóa thư. Rồi, vô túi, không có gì hết. Rồi, đến giữa thông tin server nào. Đây. Nhất kiếm quần hùng 3D ra mắt server S1 hôm nay. Khai mở máy chủ S1 vào 19 giờ ngày 28 tháng 5 ra mắt thêm trang bị thú cưỡi với chỉ số cao hơn phiên bản tặng 2 bet 20 sao. Shop VIP bán bet 20 sao ngọc chuẩn BK tỷ lệ các gói nạp rẻ. Event khai mở bộ có toàn đồ VIP. Code hàng ngày miễn chơi. Phần quà like xe và tân hữu level 46. Nhập code lên level. Một bộ thời trang phong hỏa chiến giáp. Này bao nhiêu đây? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 tỷ kim nguyên bảo. À đây nè có ghi nè. Trời ơi thiệt chứ. Nè có ghi nè, 1 tỷ kim nguyên bảo, 1 gì thú cưỡi đẹp, 1 bet 3 ếch long thái tử, 1 bet 3 ếch hư không diệu, vé đổi bet hệ thần nhân 3, vé đổi bet hệ thiên nhân 8. Bộ code đã tổng hợp quà ngọc 4, ngọc cấp 4 nhân 100. Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Làm event live xe long tin chụp hình nhận VIP 23 nha các bạn. Vậy là quà live xe sẽ là VIP 23. Ok, VIP 23 thì tạm thời để đây. Ôi, trong VIP có hú cưỡi skin cái kiểu. Ok, để trong thời gian ấy thì heo sẽ đi xin ha. Code VIP 23 thì chúng ta phải gửi cái ID này cho admin nè. ID 100 100 42. Xin quà like share đúng không? Like share. Rồi ok, chờ admin trả lời. Trong khi đó chúng ta sẽ đi nhập code nha. Đây nãy là 10 code đúng không? Đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 code, ok luôn. Ở đây là toàn bộ code nè. Cái này là nạp đầu, bỏ qua đi. Đây, phúc lợi, feed code. Đó. Rồi, vậy là nhập hết code rồi chúng ta. Ok, A-ship, cái này là mấy cái A-ship hay gì á. Rồi, ok. Anh ship không mà, đa số là anh ship không mà anh em. Anh ship không mà. Rồi mới có một con bet đó. Hai con bet nè ha, ngon. Rồi. Thấy quà VIP có skin, có hero gì, có thú cưỡi là thấy ok rồi đó. Được. Ồ, bet hệ thần nữa hả? Rồi, ok. Ủa vậy nãy mình nhận con gì ta? Bet hệ thiên nữa nè. Trang bị đâu? Ngọc level 4 nè. Ủa, này cũng ăn ship. Ủa, vậy là trang bị nằm đâu?
À, mặc vô rồi nè. Ok, mẹ. Ủa. Long Thái Tử nè. Rồi Hư Không Diệu nè. Rồi Z trang bị đâu? Đây là vé đổi pet. Rồi, vậy là cái này chắc là phải nhắn tin hỏi admin rồi. Chà, pet khá nhiều. Kim Cang đồ nè hả? Côn Bằng đồ các kiểu. Nhưng mà à hả, là cái thời trang. Ôi khoan, để coi lại coi. Đây, bộ thời trang phong hỏa chiến giáp. À, chứ không có mà set trang bị ha. Vậy là nếu mà muốn set trang bị này thì các bạn phải các bạn phải vô ban hội và tự chế tạo rồi. Có quà like xe cũng có luôn rồi nè các bạn. Đây đây đây. Đó. Ngọc Thị Tinh VIP này nọ, lụm quà. Ok, cái này gì đây? Danh hiệu lệnh bài. Ủa hồi nãy thấy có mấy con thú mà ta, nó nằm đâu rồi? Ok. Ủa vẫn thấy là đá nè hả? Ủa, nãy thấy skin mà đâu rồi? Đây, quy con quy thừa tướng gì kìa. Đó. À, không phải là full skin các bạn ơi. Em cứ tưởng đó là full skin đồ thần binh đồ cái kiểu ha. Hú cưỡi đồ này nọ. Nhưng mà ok, cũng có hú cưỡi đó, nhưng mà không có full hết. 1 tỷ kim nguyên bảo là thấy có nè ha. Đây đó, hú cưỡi Long Quy Nguyền Vũ. À, hú cưỡi Tùng Sơ, Tùng Sư. Đó. Ok, này khung chat. Của này là trang bị đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Một bộ trang bị truyền thuyết hả? Một cái áo truyền thuyết. Rồi, hết thời cởi ngựa. Chỉ còn thời cởi ngựa bắn cung, hết thời cởi chó mà lấy hung bắn đùi nè. Đây đây đây, có anh top này đúng không? Minh chủ mà tra thông tin. Wow, vừa vô mà xét chí tôm. Ủa, lấy đâu rồi ta? Đúng không? Đi vô coi shop coi có bán không. Đây là bét đá ngọc. Ồ, shop VIP bán nhiều đồ dữ. Ôi, xét chí tôm 1 tỷ 8. Ủa, anh này lấy ồ mà đây cũng có hai món rồi các bạn. Ủa vậy anh ấy lấy ở đâu ta? Shop kim nguyên bảo, shop bán đồ mới, shop vàng, ưu đãi tuần. Ủa vậy là không biết là anh ấy lấy code lấy cái set đó đâu luôn hả? Wow, nhưng mà khâm phục đấy. Server mới mở hả? Là heo vô heo test luôn á. Này cha không tin đây nè. Truyền thuyết chí tôn. Vậy là chắc là ở trong cái ấy quay ra rồi. Vậy là chắc chủ yếu là chúng ta sẽ nâng bét lên là chính các bạn ơi. Vậy là trong thời gian mà heo đi nâng lực chiến thì chắc là sẽ cho mấy con bé con này ra nó farm map ở ngoài đi. Thì kiếm kim nguyên bảo chứ không thì lấy đâu ra. Đó, ok. Hợp lý quá trời. Bét Hư Không Diệu. Côn Bằng Thái Tử. Ok. Ở bộ nó lên lực chiến cũng không nhiều ha. Hồi nãy em quên coi là nhân vật được level bao nhiêu luôn. 141 nha các bạn. Đó, ok ok. Rồi, chắc chắn gặp chắc là chúng ta phải nâng con bét này lên rồi. Ôi, Long Thái Tử 40.
tha hồ mà hẻ đột phá nha cu. Đó, 80. Vậy là chúng ta cũng nâng lên khoảng 140 rồi các bạn. Nếu 140 thì lực chiến cũng hơi ít ít ha. Mấy ông đó lấy trang bị đâu mà nhiều quá. Đó, full cost nha. Hiện tại là cost ở trên fanpage game đó là full rồi nha các bạn. Đó, nhập hết đống đó là có quà ha. Đó, thời trang rồi bet 3S rồi ha. License sẽ nhận thêm được cost license nữa nha các bạn. Rất nhiều luôn, tha hồn mà quẩy. Ok la. Ok, 140. Ơ? Ủa, hết rồi, không bị vượt quá cấp nhân vật. Đây. Giờ là chỉ còn cách là... Trời ơi, nhanh mà. Ba cái đồ quỷ này auto nhưng mà quan trọng là nó phải lên. Đó. Lực chiến là 2, 4, vẫn chưa được 1 triệu lực chiến các bạn ơi. Bet này là bet 3S chứ không phải là bet thần ha. Nên là cứ từ từ nâng được bao nhiêu thì nâng. Nâng 4 con, ví dụ mà 1 triệu 4 con cũng được 4 triệu đúng không? Trời ơi. Giờ nó mới có 4 sao 9 nè, 5 sao. Này chắc lên khoảng mười mấy sao là hết, 14, 13 sao. Đó, gần được 1 triệu lực chiến rồi. Mà kim nguyên bảo còn khá nhiều ha. À, ok, đánh quái đồ trên map rớt kim nguyên bảo đồ kìa ha. Đó, rất nhiều luôn. Game theo yêu cầu của nhiều anh em ha. Lâu ngày không có một con kiếm hiệp nào ngon ha. Hiện nay chúng ta có con nhất kiếm quân hùng. Đó, open server đầu tiên. À, vô và quẩy hết mình thôi, 2 triệu lượt chiến rồi, ngon. Ừ, tầm khoảng 12, 13 sao, cái gì 13, 14, ở xong rồi hả? Con má. Con. Đó, 13 sao. Rồi. 14 sao. Chắc hết 14 sao, không lên nổi 15 đâu. Ừ, nhưng mà có khi nào. 4 triệu lực chiến rồi các bạn. Trời ơi, 6 con. Nếu mà các bạn tính đi, nếu mà chúng ta có khoảng 6 con thì 6 mỗi con 5 triệu, 30 triệu. Ôi. Nổi mà tiền bet không là lên được 30 triệu lực chiến. Tha hồ mà quẩy, tha hồ mà bung luôn. Rồi nó mát luôn các bạn ơi, 6 triệu lực chiến, 4, 5, 30. Trời ơi, ngon lành. Ồ, ủa, 4, 5, 30, lộn, 4, 6, 30. 7 triệu không? Héo 7 triệu. Được 7 triệu thì ngon. Trời ơi. Rồi, ok, rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Thì game thì theo yêu cầu của nhiều anh em ha. Thì nay đã có rồi đó, anh em nào có chơi thì tải về, link theo để dưới phần mô tả ha. Và nhắn tin, nhớ nhắn tin cho admin code đồ này nọ ha. VIP 22 đó, 2, 4, 6, 7 triệu 2 lực chiến cho một con bé. Mọi người ơi, 5 con là 35 triệu. Ok, để theo ngồi theo đăng tiếp.